Chiều ngày 6 tháng 6, tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nêu quan điểm về báo cáo nhân quyền 2023 của EU mới đây. Người phát ngôn nêu rõ, báo cáo thường niên về nhân quyền và dân chủ trên thế giới năm 2023 của Liên minh châu Âu EU, mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam cho việc bảo vệ quyền con người, nhưng đáng tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên các thông tin sai lệch không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định, bảo vệ và thúc đẩy quyền của con người là chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước và luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân. Các quyền và tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong hiến pháp và pháp luật được bảo đảm và tôn trọng trên thực tế. Các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận rộng rãi và đánh giá cao. Quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam EU đang phát triển hết sức tốt đẹp. Việt Nam sẵn sàng trao đổi, hợp tác với EU trong vấn đề quyền con người trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua cơ chế đối thoại thường niên và các khuôn khổ trao đổi song phương khác. Chúng tôi cho rằng việc tăng cường trao đổi, đối thoại thông qua các cơ chế hiện có sẽ giúp EU có đầy đủ thông tin khách quan và hiểu đúng hơn tình hình thực tế về thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam EU, người phát ngôn chia sẻ. Việt Nam mong muốn Mỹ bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Cuba. Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam đối với việc Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách những quốc gia không hợp tác đầy đủ về chống khủng bố, nhưng vẫn chưa đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước mà Mỹ cho là tài trợ khủng bố. Bà Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Mỹ vừa qua đã đưa Cuba ra khỏi danh sách những quốc gia không hợp tác đầy đủ về chống khủng bố. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ vẫn chưa đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước mà Mỹ cho là tài trợ khủng bố cùng với cộng đồng quốc tế. Việt Nam kêu gọi Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố, gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận chống Cuba. Người phát ngôn nhấn mạnh, lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ mạnh mẽ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt việc bao vây cấm vận chống Cuba. Việt Nam mong muốn Mỹ sẽ có những bước đi cần thiết để tiến tới bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Cuba, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Mỹ và trên thế giới yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc tàu Hải Dương 26 khảo sát trái phép. Chiều ngày 6 tháng 6, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phóng viên đề nghị người phát ngôn đưa ra bình luận về thông tin tàu Hải Dương 26 của Trung Quốc đang hoạt động khảo sát ở vùng biển Việt Nam, ở ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đã giao thiệp nhiều lần với Trung Quốc về vấn đề này. Đồng thời nêu rõ, Việt Nam hết sức quan ngại kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt hoạt động khảo sát trái phép của tàu Hải Dương 26 trong vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam, được xác lập phù hợp với công ước của Liên hợp quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 và không tái diễn các hoạt động trái phép tương tự, tôn trọng đầy đủ quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Người phát ngôn cũng cho biết, Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và tuân thủ UN 1982 và tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, thực hiện nghiêm túc nhận thức của lãnh đạo cấp cao hai nước về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, duy trì đà phát triển quan hệ song phương, đóng góp tích cực trách nhiệm cho hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Việt Nam Net trân trọng giới thiệu toàn văn thông cáo kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, họp riêng tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền đối với bà Nguyễn Thị Thanh, ông Lê Thành Long, Thượng tướng Lương Tam Quang. Theo chương trình làm việc của Quốc hội ngày 6 tháng 6 năm 2024, buổi sáng bắt đầu từ 11 giờ và buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ. Quốc hội họp riêng để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chương trình cụ thể như sau. Buổi sáng từ 11 giờ, Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trình bày tờ trình về nhân sự giới thiệu để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026. Nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tờ trình của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, về đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Buổi chiều từ 14 giờ, Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến về việc bầu Phó Chủ tịch Quốc hội Nhiệm kỳ 2021-2026 và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026. Từ 14 giờ 10 phút, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 -2026. 2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Tam Quang. Tại phiên họp, Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu phó Chủ tịch Quốc hội Nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thành, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lương Tam Quang. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày hai dự thảo nghị quyết của Quốc hội bao gồm nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, nhiệm kỳ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết, nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau có 467 đại biểu tham gia biểu quyết bằng 95,89% tổng số đại biểu quốc hội, trong đó có 465 đại biểu tán thành bằng 95,48% tổng số đại biểu quốc hội, có một đại biểu không tán thành bằng 0,21% tổng số đại biểu quốc hội, có một đại biểu không biểu quyết bằng 0,21% tổng số đại biểu quốc hội. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau. Có 469 đại biểu tham gia biểu quyết bằng 96,30% tổng số đại biểu quốc hội. Trong đó có 468 đại biểu tán thành bằng 96,10% tổng số đại biểu quốc hội. Có một đại biểu không tán thành bằng 0,21% tổng số đại biểu quốc hội. Từ 15 giờ 25 phút, Quốc hội xem xét phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Tại phiên họp, Quốc hội nghe Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và nghe Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Lương Tam Quang. Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Lương Tam Quang bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 455 đại biểu tham gia biểu quyết, bằng 93,43% tổng số đại biểu Quốc hội. Trong đó có 455 đại biểu tán thành, bằng 93,43% tổng số đại biểu Quốc hội.